Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với cái lan rừng hàng độc xe rái Bắc Tây Nguyên Thì như mọi người đã biết thì cái dòng lan giả hạt nó rất đa dạng về các kiểu hoa và các dòng thân lá Thì mỗi cây nó sẽ ra một cái kiểu hoa đặc biệt khác nhau và không cây nào giống cây nào Và cái kiểu thân lá cũng vậy, kiểu thân lá thì nó cũng khác biệt từng loại cây Thì trong đó có rất là nhiều dòng thân lá đẹp đặc biệt Ví dụ như là lá xếp nè, lá nhựa, lá đồng xu rồi lá xếp búp chị thiên, rồi cả lá mít nữa Và trong số tất cả những cái dòng thân lá đẹp đặc biệt đó, thì cái dòng lá đột biến tức là lá sọc phát tài đó, là cái loại thuộc dạng gọi là đỉnh cao nhất trong số tất cả các dòng thân lá luôn và nó là gọi là giống như là cái 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 loại thân lá mà bất cứ các bác các anh chị nào mua uh, Sưu tầm cũng đều mong muốn là có trong vườn nhà một cây cả Đó, Thì hôm nay thì em xin giới thiệu mọi người là em có một cái lô giả hạt uh, lá phát tai Thì đợt vừa rồi thì có lên một lô nhưng mà cũng đã bán hết mất rồi mọi người Hôm nay thì có xuất ra một cái lô mới Thì nói chung là vét vét trong vườn chỉ được còn lại nhiêu đây thôi <laughs> Đó lên thì uh, gọi cái này gọi là bán lúa non nhé mọi người Tức là em bán những cái cây này thì nó thuộc dạng là cây cây đang nhỏ thôi chứ mà nếu mà em mà giữ là em trồng các cây lớn thì giá nó sẽ còn tăng khủng khiếp lên nữa nha Đã và hôm nay thì cây nào cây nấy cũng đều ra sọc và hiện sọc rõ luôn và mọi người lưu ý là đây là những cái dề lá đột biến phát tài tức là lá đột biến tức sao tức là mọi người chăm á, thì nó sẽ giữ được cái đặc tính đột biến từ năm này qua cây năm khác từ cây mẹ qua tới những cái cây con á. sau này mọi người ươm giống ra thì nó cũng sẽ giữ được cái đặc điểm đó à, bởi vậy nên là nó mới là cái giá trị ở cái chỗ đó mọi người à, và à, tỷ lệ đạt được một cái cây đột biến lá phát tài như vậy thì nó phải rơi vào hàng trăm ngàn tới cả triệu cây thì mới có một cây nhé mọi người đó, nên mọi người lưu ý thì à, giá nó tất nhiên là cái hàng này thì giá nó cũng đặc biệt giá nó cũng cao hơn hàng thường nha nên là các bác anh chị chúng ta mua thì chúng ta chịu khó đầu tư một tí Đó, à, bởi vì nó không giống như hàng thường Đó. À, rồi và hôm nay thì à, giới thiệu sơ qua một tí thì à, lá đột biến thì nó sẽ là những cái lá xanh và đặc biệt là trên thân lá có những đường sọc nhá mọi người sọc vàng nè đây mọi người xem Đó. trên thường thường là lá bình thường thì nó sẽ xanh hết ví dụ như lá này đó, đây, bình thường nó xanh hết còn những cái dây lá đột biến thì nó sẽ sọc vàng nha mọi người, sọc những đường vàng và cái độ sọc vàng càng cao thì cái giá trị của cây lan càng lớn. Đây như mọi người thấy thấy là cái sọc vàng nó chiếm gần hết lá luôn rồi. Đó, còn lại ít sọc xanh của lá thôi. Đó. Đây mọi người xem nè. Đó, đã không? rồi và cái giống giả hạt sọc phát tài này thì mọi người về chăm thì chúng ta có thể là nhìn thấy nhỏ như vậy nhưng mà mọi người chăm lớn lên thì nó sẽ phát triển rất là nhanh nhé đây mọi người có thể xem những cái chậu À, năm ngoái này năm ngoái là chỉ là một cái như là cái móng tay nhỏ nhỏ thôi mà năm nay cây nó đã lớn lên khủng khiếp rồi thì à, mọi người à, mua những cái cây này về chăm thì chỉ cần chờ qua một năm thôi nó có lực á, thì nó đẩy cây rất là nhanh nhé à, thì à, em bán thì bán chậu vậy thì về các bác thì tốt nhất là các bác cứ sang ra cái chậu lớn hơn chậu lớn hơn trồng thì bộ rễ nó bắt đầu nó hút nước à, những cái giá thể lớn hơn thì nó sẽ phát triển nhanh hơn nhé mọi người à, rồi và đây thì hôm nay thì em có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 chậu nha mọi người, 9 chậu Đây là gọi là 9 cái chậu sọc cuối cùng trong vườn rồi mọi người <laughs> Bán lúa non rồi và mọi người lưu ý là em sẽ báo theo số nha Này chín chầu thì em báo số cho mọi người nhớ luôn nè Thì các bác anh chị thích mua à, về số bao nhiêu thì cứ nhắn tin gọi điện tới số thoại em để tiêu đề là được Và mọi người lưu ý là à, hôm nay là em bán đông giá hết nha mọi người Chắc là một chậu thì có giá là 2 triệu rưỡi Cứ một một uh, cốc như vậy là giá 2 triệu rưỡi, 2 triệu rưỡi một cốc nha Đã Và có tổng cộng là 9 cốc Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nha mọi người 9 cốc Đó. rồi và đánh số lần lượt thì mọi người cứ em sẽ quay cụ thể từng hình thì mọi người cứ mua hình nào cứ nhắn tin gọi điện tới số điện thoại em để tiêu đề và mọi người lưu ý là cái hàng này là hàng đặc biệt nên là các bác anh chị mua vui lòng chuyển khoản giúp em nhé à, em sẽ đóng gói thật kỹ lưỡng và gửi đi cho mọi người à, thì kênh Lạc rừng hàng độc sơ rái bắc tây nguyên thì cũng là kênh rất lâu năm rồi à, cũng hiện tại đã đạt tới 113.000 lượt người đăng ký nên mọi người cứ yên tâm về cái độ uy tín của kênh nhé à, rồi và à, đây thì à, mọi người xem nha đầu tiên là số 1 nhé mọi người nhớ mọi người em nhắc lại một lần nữa nha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nó. hình số 1 đây mời mọi người cùng ngắm nha lá nữa, mọi người thấy không lá sọc mà vàng đã hết chỉ có một cái phần xanh ở giữa lá rồi nè đó đây, lá này. mọi người thấy không thân già cũ nè bây giờ sang thân tơ mới nó vẫn giữ nguyên được cái đặc điểm và nó thậm chí nó còn đẹp hơn lên sọc đẹp hơn nữa nha rồi, cái đây chỉ là những cái kín thôi nhé mọi người Kín thôi nha, kín nó mới có giá này á à. Chứ mà nói mà về lớn thì giá nó khủng khiếp lắm Mấy thằng giá lá sọc phát tài này giá cực kỳ cao luôn Rồi Rồi, một chậu nha Về này hai triệu rưỡi là số 1 này, số 1 Tiếp theo là em sang về số 2 Về số 2 đây Đó, mọi người xem, Đó, sọc nè Sọc ra hết cả lá luôn nha đây chỗ đây đường sọc vàng nè sọc vàng nè thằng đây thì vàng hết gần cả lá luôn đây là gốc đây sọc nè đẹp không rồi được hai thân tơ và một thân già nhé mọi người rồi về số 2 này là số 2 giá hai triệu rưỡi luôn tiếp theo là em sang về số 3 ba sọc cũng rất là đẹp đây giờ đây về số 3 nha. đây mọi người nè sọc này đã không? Đó, đang lên rất là nhiều mầm con này đây về mọi người trồng qua cái chậu vỏ thông lớn lớn tí nha thì nó sẽ lớn rất là nhanh năm nay nhỏ nhỏ thôi mọi người cho năm năm sau có lực đi mạnh lắm nó lên rất là nhanh lúc đó mọi người không tưởng tượng được cái độ lớn nhanh của nó đâu lúc đó lớn chúng ta có thể ươm cây kích kỳ nhân giống ra bán một cái kỳ sọc bèo 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 cũng vài trăm ngàn tới ba triệu một cây rồi nhé mọi người đó, chứ không phải rẻ đâu rồi đây về số 3 nha về số 3 hai triệu rưỡi tiếp theo là sang dây số 4 dây số 4 ở đây thì chậu hơi nhỏ nhỏ một cái nhưng mà được lá nó vàng lá nó vàng hết luôn đây mọi người xem không? sọc vàng hết luôn nè thằng này sau này lớn thì sọc mới đã nữa. Đó, chỉ có một sọc xanh phía ngoài tí thôi còn lại vàng hết nè hơi nhỏ nhỏ tí thôi nhưng mà nhỏ không có vỏ <laughs> rồi hình này hình số 3 nhé mọi người à hình số 4 hình này hình số 4 2 triệu rưỡi theo là hình này là hình số 5 nhé mọi người hình số 5 đây đó sọc nè nửa vàng nửa xanh nè cây mầm mới lên nó cũng đã hiện ra vàng hết rồi rồi hình số 5 hai triệu rưỡi tiếp theo là sang hình số 6 đây hình số 6 này cũng rất đẹp ở giữa vàng hai bên là sọc xanh nè khá nhiều thân già Mầm đang lên Đó, Mọi người nhìn mặt dưới này Sọc đẹp không Sọc thì nó sẽ sọc lên từ trên xuống dưới luôn nhé mọi người Rồi Tiếp theo hình này là hình số 6 nha mọi người Số 6 Giá 2 triệu rưỡi Thêm nữa là sang hình số 7 Số 7 đây Rồi Đây hình này thì khá nhiều mầm luôn Sọc này, Sọc vàng nè mọi người ha Vàng xanh vàng hết luôn vàng hết lá rất đẹp nha bình thường lá là lá màu xanh thôi còn đây là nó sọc chiếm gần hết cái độ xanh của lá thằng này xong này lớn sọc ra mới đẹp nữa rồi à, tiếp theo là hình số 7 số 7 này thì có giá là hai triệu rưỡi luôn nha theo nữa là sang hình số 8 đây rồi thằng này thì được một thân già và một thân tơ thân tơ đang lên nè sọc rất đẹp nha sọc mà vàng ở trong mà cái viền ngoài thì là xanh đó rất đẹp đây sọc này này thì cũng nhỏ nhỏ thôi đó nhưng mà có vỏ rồi hình này hình số 8 thì giá là hai triệu rưỡi luôn nha tiếp theo là hình số 9 hình 9 đây mọi người rồi hình chính là hình cuối cùng đây đây sọc lên sọc đẹp nè xanh vàng rồi tây xanh rồi tây vàng Đó, rất đặc biệt nha rồi số chín giá hai triệu rưỡi à, mọi người lưu ý là chậu đây nhỏ nhỏ thôi nhé mọi người nhỏ nhỏ nhưng mà mọi người cứ yên tâm về trầm năm sau là nó sẽ lớn nhanh lắm mọi người nhìn những cái lô lô em trồng này thấy thân già năm ngoái nó chút xíu không? À, năm nay nó lớn lên đã to khỏe lắm rồi và mọi người lưu ý thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nha mọi người 9 dê Và mỗi dê giá là 2 triệu rưỡi à, Hàng này thì mọi người mua chừng khoản giúp em nha Rồi xin cảm ơn mọi người đây à, à Và cái lô đây là những cái dê gieo hạt nha mọi người Gieo hạt nè Gieo hạt thì nó sẽ rẻ hơn hàng rừng được tí Đó. Và chứ cái này là hàng rừng thì giá chắc em nghĩ chắc nó không phải gấp đôi gấp ba nha mọi người <laughs> Hàng gieo hạt nhưng mà nó cũng là từ những cái rừng mẹ gieo ra cả thôi mọi người Chứ không phải là hàng công nghiệp đâu nha Đó. Rồi và mọi người lưu ý thì giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển Phí vận chuyển bên đơn vị vận chuyển là thu nhé mọi người Rồi mọi người mua thì vui lòng liên hệ Nhắn tin gọi điện tới số điện thoại em để tiêu đề là được nhé mọi người Đại 0384 750 258 Rồi xin cảm ơn mọi người nha Hẹn gặp lại mọi người các clip về lan tiếp theo Ở kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ rái Bắc Tây Nguyên ạ